Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Nhâm Ngọ tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mão Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trần, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành ni mệnh Dương Liễu Mộc ngày Nhâm Ngọ tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Dương Liễu Mộc kỵ tuổi Bính Tý Canh Tý ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục, xung với Tý hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn, tuổi xung trong tháng tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Thanh Long Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, sao Trùng Phục kỵ về giá thú an táng, sao Nguyệt Kiến chuyển sát kỵ về khởi công động thổ, sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Tử vi hôm nay nhận thấy cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu tác động xấu lên vận trình, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý trong ngày này. Bản mệnh không giữ được bình tĩnh mà tức giận nóng nảy khiến bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy có dấu hiệu xuất hiện của nhân duyên khác giới trong ngày này, nhưng nếu con giáp này không biết cách kiềm chế cảm xúc thì sẽ rất dễ mất điểm trong mắt người đó đấy. Lại thêm thương quan chiếu mệnh, mọi việc khó có thể thuận lợi như mong muốn của bạn. Cũng bởi sự nóng giận mà bạn có thể mất đi một cơ hội thể hiện năng lực của bản thân đó. Bạn hãy xem xét và điều chỉnh lại thái độ của mình nếu muốn đạt được mục tiêu của cá nhân bạn nhé. Thủy khắc hỏa, có vẻ như hôm nay mọi thứ đều muốn nổi loạn lên với bạn. Điển hình là sự bùng nổ của nửa kia, may mắn là bản mệnh có thể dễ dàng áp chế người ấy theo cách riêng của mình. Nhờ thế mà những hiểu lầm giữa hai người mới nhanh chóng được hóa giải như vậy. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, tức giận nóng nảy ảnh hưởng đến hòa khí chung. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, áp chế được đối phương. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, luôn giữ tinh thần thư thái, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, hóa giải được hiểu lầm giữa hai người. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, nhân duyên khác giới vượng, cần chú ý. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 79, số 45.
giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp chỉ rõ, người tuổi Sửu có thể sẽ phải đối mặt với một vài biến cố trong ngày Sửu Ngọ tương hại này. Dường như kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang sốt sắng tìm cho ra điểm yếu của bạn, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi là đủ để có thể dìm bạn xuống tận cùng rồi. Nếu không muốn bị tước đoạt những thành quả từ nỗ lực suốt thời gian thì bản mệnh nên xem xét tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng bước xử lý công việc. Cũng biết tâm tính của chính ấn chẳng ham danh lợi, chỉ mong được yên ổn làm ăn thôi, nhưng cũng không thể vì thế mà có thể dễ dàng để mọi cố gắng của bạn tan thành mây khói như thế được đâu. Ngũ hành hỏa thổ tương sinh báo hiệu con giáp tuổi Sửu sẽ nhận được tin vui tình cảm trong ngày thứ tư này. Nếu còn độc thân, bạn sẽ có cơ hội được giới thiệu làm quen với nhiều người mới, có thể một trong số họ chính là một nửa bạn đang tìm kiếm bấy lâu đó. Đã đến lúc mở cửa trái tim và đón nhận tình yêu đến với mình rồi. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, cẩn trọng trong từng hành động, đừng để lộ sơ hở cho bất cứ ai. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, cẩn thận kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ với những người thân trong gia đình trở nên hài hòa hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, có cơ hội gặp gỡ nhân duyên mới. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, dù không tham danh lợi nhưng cũng không thể để người khác tước đoạt công sức của mình được. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 27, số 65, số 91. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, cà phê. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận thấy, mọi việc vào tay con giáp tuổi Dần trong ngày Dần Ngọ bán hợp như hôm nay sẽ đều được giải quyết một cách dễ dàng. Bạn được bạn bè đồng nghiệp nể phục, cấp trên để mắt đến, cơ hội thăng quan tiến chức chắc chắn sẽ sớm đến với bạn thôi. Thiên tài trợ mệnh, bản mệnh còn nhận được tin vui tài lộc bất ngờ nữa. Có thể là một khoản tiền có được từ công việc phụ mà bạn đang đảm nhiệm thêm trong thời gian gần đây hoặc một cơ hội trúng thưởng nào đó. Quả đúng là thần may mắn đã đến bên người tuổi Dần khi chuyện tình cảm của con giáp này cũng hài hòa không kém. Mộc sinh hỏa, bạn và nửa kia của mình thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Cùng nhau chia sẻ những buồn vui mỗi ngày, nhờ thế mà khoảng cách giữa hai bạn càng gần nhau hơn. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, công việc thuận lợi, suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, có cơ hội thăng quan tiến chức. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, đón tin vui tài lộc bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, gia đình thuận hòa, thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, lắng nghe, chia sẻ để thông cảm và hiểu nhau hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 86, số 6, số 72. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng, cục diện Mão Ngọ tương phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của con giáp tuổi Mão. Ban đầu chỉ là những bất đồng ý kiến nho nhỏ,
Tuy nhiên dần dần chúng trở thành những xung đột lớn hơn khiến cho tiến độ công việc ngày một trì trệ. Nếu không cùng ngồi lại để hóa giải triệt để những mâu thuẫn này thì e rằng mục tiêu thành công của bạn sẽ càng trở nên xa vời hơn thôi. May mắn là có các thần chính tài ở bên nên bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tuy không có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhưng để duy trì được nguồn thu chính ổn định vững vàng như thế trong thời gian này cũng là rất tốt rồi. Ngũ hành mộc hỏa tương sinh thúc đẩy mối quan hệ tình cảm của người tuổi Mão tiến lên một nấc thang mới. Bạn có thể bàn tới chuyện về cùng một nhà trong thời gian tới sau khi cả hai đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách trong tình yêu. Người độc thân cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ với một vài đối tượng ưng ý trong ngày này. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, xung đột không hóa giải, mục tiêu không thể với tới. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tài chính ổn định, không cần lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tình cảm hài hòa nên duyên đôi lứa. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, gia đình hòa hợp, hạnh phúc khó ai bằng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, bất đồng quan điểm khiến tiến độ công việc bị trì trệ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 7, số 82. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi ngày 24 tháng 5 năm 2023 cho thấy, được thiên ấn trợ mệnh, con giáp tuổi Thìn có cơ hội thể hiện được năng lực xuất chúng của bản thân, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, nghệ thuật hay tự do. Sự thông minh nhạy bén của bạn chính là chìa khóa để bạn tiến bước tới thành công. Tuy nhiên, đừng vì sớm được đứng trên bục vinh quang mà tỏ ra kiêu căng tự phụ, biến mình trở thành người ngạo mạn nhé. Những rắc rối có thể đến bất kỳ lúc nào nếu bạn có thái độ như vậy đó. Bạn nên biết sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết khôn ngoan. Mối quan hệ của người tuổi Thìn với những thành viên trong gia đình trở nên hài hòa hơn trong ngày hỏa thổ tương sinh này. Cha mẹ thấu hiểu, vợ chồng cảm thông, con cái hòa hợp quả thật là mong muốn của không ít người. Hãy biết cách tận hưởng trọn vẹn những phút giây hạnh phúc bên những người thân yêu đi nhé. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, sự nhanh nhạy là chìa khóa dẫn lối thành công. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tình cảm gia đình an yên hạnh phúc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nắm lấy cơ hội thể hiện bản thân, khẳng định vị thế. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, thái độ kiêu căng tự phụ có thể mang lại rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, sống khiêm tốn thì ai ai cũng quý mến. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 19, số 85, số 21. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Theo dõi tử vi thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp chỉ ra rằng hôm nay người tuổi Tỵ sẽ được quý nhân tam hội ở bên nâng đỡ cho vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh. Những mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp có thể mang đến cho bạn những cơ hội phát triển bất ngờ. Tuy nhiên, hãy luôn cẩn thận với những thế lực xấu mà hung thần thiên quan có thể kéo đến trong ngày này. Những kẻ tiểu nhân vì thèm muốn thành công mà bạn có được mà sinh lòng ghen ghét đố kỵ, liên tục bày mưu tính kế hãm hại con giáp này. Hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt, đừng để bản thân bị lung lạc trước bất cứ hành vi xấu xí nào của chúng nhé. Ngày này người tuổi Tỵ nếu có công việc xuất hành đi xa, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt trong ngày để gặp nhiều may mắn, đón nhiều tin vui và tránh được những rủi ro không đáng có. Hướng tốt trong ngày là
Hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, tỉnh táo và sáng suốt khi đối diện với những hành vi xấu xí của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, mối quan hệ xã giao hài hòa mang đến những cơ hội mới. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, vận trình sự nghiệp thuận lợi hanh thông. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, cần xem xét thật cẩn thận nếu muốn triển khai đầu tư kinh doanh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, cẩn thận kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 19, số 87, số 30. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Xem tử vi phương Đông, người tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của cục diện Ngọ Ngọ tự hình nên tâm trạng cứ buồn bực khó chịu mãi không thôi. Chỉ một lời góp ý đơn thuần thôi cũng đã khiến cho con giáp này cảm thấy thất vọng rồi, tự ti đến thế nào rồi. Nếu không muốn bản thân mình trở thành con giáp cực đoan, đến độ mọi người ai nấy đều né tránh thì hãy thay đổi ngay thái độ, cũng như những suy nghĩ tiêu cực của bản thân đi nhé. Chúng không những không đem lại lợi ích cho bạn mà có thể khiến cho bạn từng bước thụt lùi đi đó. Cũng may là có chính quan trợ mệnh nên công việc của bạn mới trở nên thuận lợi hơn đôi chút. Chỉ cần bỏ ngay các tính bảo thủ, lúc nào cũng khăng khăng làm mình đúng đi và học cách tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người thì bạn hoàn toàn có thể chinh phục được bất cứ đỉnh vinh quang nào đấy. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, tâm trạng buồn bực muộn phiền khó lý giải. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, những suy nghĩ tiêu cực có thể ảnh hưởng con đường phát triển bản thân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, đừng để sự cực đoan phá hủy một con người. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, công việc cũng có những bước tiến mới. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người, thành công sẽ tới. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 75, số 5. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, các mối nhân duyên của người tuổi Mùi trong ngày Ngọ Mùi hợp nhật nguyệt này sẽ trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Con giáp trọng tình nghĩa như bạn chẳng mảy may tính toán điều gì mà cứ nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Đó cũng chính là lý do bạn có mặt trong top con giáp luôn được đồng nghiệp quý mến, lãnh đạo coi trọng đó. Có thêm chính ấn giúp khẳng định năng lực bản thân, con giáp này sẽ sớm đón tin vui thăng tiến trong thời gian tới thôi. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần và chờ đợi thời điểm thích hợp để tăng tốc, thành công chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay bạn. Ngũ hành hỏa sinh thổ, bên cạnh người tuổi Mùi luôn có một bờ vai vững chắc cùng bạn chia ngọt sẻ bùi. Dù công việc bận rộn, cả hai không quên dành chút thời gian ít ỏi cho nhau, tình cảm nhờ thế mà thêm mặn nồng thắm thiết. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, đừng vội ngủ quên trên chiến thắng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, tình cảm đôi lứa mặn nồng thắm thiết. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, năng lực được khẳng định, cơ hội thăng tiến sẽ đến. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 96, số 24, số 73. Giờ tốt,
từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Tỷ thiên giáng mệnh báo hiệu những xung đột tranh chấp có thể nảy sinh giữa người tuổi Thân với bạn bè, đồng nghiệp hay với chính những người thân thiết trong gia đình ngày hôm nay. Dù có né tránh thì bạn cũng chẳng thể thoát ra được mớ bòng bong này, cách tốt nhất là hãy đối diện với chúng. Chỉ có thể cùng nhau ngồi lại, trao đổi và bàn bạc thật kỹ càng thì mới có thể đưa một câu trả lời, một giải pháp hợp tình hợp lý nhất mà thôi. Hỏa khắc kim, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để người tuổi Thân tiến đến một mối quan hệ mới. Những cảm xúc hỗn loạn giữa quá khứ và hiện tại có thể sẽ khiến bạn trở nên rối trí mà đưa ra quyết định vội vàng. Có lẽ bạn nên dành thời gian tìm hiểu đối phương nhiều hơn nữa sẽ tốt hơn. Nếu muốn công việc được trôi chảy thuận lợi hơn, bản mệnh có thể tham khảo giờ tốt và hướng tốt để xuất hành. Theo đó, hướng chính nam sẽ là hướng hỷ thần và hướng chính tây sẽ là hướng của tài thần trong ngày thứ tư này. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, không nên đưa ra bất cứ quyết định vội vàng nào. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, tình cảm xuất hiện vết rạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, cùng nhau tìm ra phương án giải quyết vấn đề hợp lý nhất. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, đừng giấu những suy nghĩ ở trong lòng, hãy chia sẻ để được thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, chưa phải thời điểm thích hợp để phát triển mối quan hệ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 45, số 7, số 34. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xám, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Ý, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, cục diện tứ hành xung xuất hiện ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của người tuổi Dậu trong ngày thứ tư này. Công việc sao nhãng do thiếu tập trung, không xử lý kịp thời vấn đề khiến bản mệnh có thể phải nhận không ít lời của trách trong ngày này. Đây chính là cơ hội mà kiếp tài mang đến cho những kẻ xấu bụng muốn tìm cách hạ bệ bạn. Nếu bản mệnh không chấn chỉnh lại thái độ làm việc thì rất nhanh thôi, mọi cố gắng nỗ lực của bạn trong thời gian qua sẽ tan thành bọt xà phòng đó. Chuyện tình cảm của con giáp này trong ngày hỏa kim xung khắc cũng chẳng được như mong muốn. Những hiểu lầm giữa bạn và người ấy sẽ khiến khoảng cách hai người càng xa hơn. Hãy dành thời gian nhiều hơn bên người ấy, chia sẻ thẳng thắn những vấn đề mà cả hai đang gặp phải để sớm tìm ra tiếng nói chung nhé. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, kẻ tiểu nhân nhìn thấy cơ hội để hạ bệ bạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, tâm trạng bất an, ảnh hưởng khá nhiều đến công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, chấn chỉnh lại thái độ làm việc nếu không muốn nhận lấy thất bại về mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, dành nhiều thời gian ở bên người ấy, vun đắp tình cảm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, sự sao lãng thiếu tập trung có thể dẫn đến sai lầm trong công việc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 59, số 70, số 12. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới, được tam hợp cục che chở cho vận trình người tuổi Tuất trong ngày thứ tư này khi mang tới cho bản mệnh nhiều tin vui về tình cảm. Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái,
từ đó có thể mở rộng mối quan hệ và tìm thấy người sẽ cùng mình chung hưởng hạnh phúc sau này. Cát khí lan tràn cũng giúp dân kinh doanh có một ngày làm ăn phát đạt, hàng hóa bán chạy như tôm tươi. Con giáp này có duyên buôn bán, được khách hàng tin tưởng nhờ chất lượng hàng hóa tốt. Mệnh chủ tạo dựng được uy tín nên luôn có lượng khách hàng cố định, cần tiếp tục phát huy ưu điểm này. Thêm thiên ấn trợ mệnh, tuổi Tuất có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình. Những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình. Hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để có được những thành công mới trên con đường sự nghiệp. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nhân duyên vượng sắc, đón nhiều tin vui về tình cảm. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, dân kinh doanh có một ngày làm ăn phát đạt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, được khách hàng tin tưởng nhờ chất lượng hàng hóa tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 26, số 33, số 96. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày mới được thực thần nâng đỡ, người tuổi Hợi có tài vận tăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc tiêu xài không cần phải căn ke quá mức. Cát tinh này đặc biệt ưu ái những người làm nghề kinh doanh buôn bán nên hôm nay sẽ là ngày lợi nhuận tăng lên gấp bội. Việc bạn cần làm lúc này là tính toán cho những bước đi kế tiếp để duy trì tài khí nhé. Có điều, niềm vui về tài lộc có lẽ chẳng khỏa lấp được những nỗi buồn trong tim con giáp này khi chuyện tình cảm chẳng được như ý muốn. Thủy hỏa tương xung khiến cho bạn và người ấy nảy sinh những mâu thuẫn từ chuyện chẳng đáng có chút nào. Đôi bên thiếu sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng leo thang. Nếu không kịp thời xử lý thì có lẽ mối quan hệ sẽ sớm tan vỡ. Ngoài ra, ngày nay người tuổi Hợi nếu có công việc xuất hành đi xa, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt trong ngày để gặp nhiều may mắn, đón nhiều tin vui và tránh được những rủi ro không đáng có. Hướng tốt trong ngày là hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Câu quyết trong ngày cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, tài vận tăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc tiêu xài không cần phải căn ke quá mức. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, người làm nghề kinh doanh buôn bán đón lợi nhuận tăng lên gấp bội. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, cần tỉnh táo để tính toán cho những bước đi kế tiếp nhằm duy trì tài khí ổn định. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm chẳng được như ý muốn, đôi lứa nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm có thể tan vỡ vì đôi bên thiếu sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 77, số 70, số 21. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.